Xin chào các bạn, hôm nay mình cùng tô bức tranh này nhé. Đầu tiên mình sẽ tô màu vàng đậm cho mỏ của chú vịt. Và tô chân của chú vịt nữa. Sau đó mình sẽ tô màu vàng cho chú vịt. Vậy là mình đã tô xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.